Đồ xưa mai tôn xin kính chào quý anh chị cô bác đam mê đồ xưa đồ cũ. Hôm nay thứ năm ngày 5 tháng 1 em xin lên vài mã đồ xưa giao lưu đến cùng các anh chị và cô bác. Đầu tiên em xin lên cho các anh chị là một cái án lái thiêu ha các anh chị, một cái án lái thiêu rất là đẹp luôn. Đây, cái này là bạch mai các anh chị, đồ này rất là hiếm luôn ha các anh chị, bạch mai nhưng mà cái nó hơi bị mờ một tí ha. Đây, rất là đẹp luôn bạch mai ha. Màu vàng cát ha các anh chị, tình trạng của nó bị âm tốc một đường ở đây nè các anh chị, bị âm tốc một đường ở đây nè. Đó, cái án ha các anh chị. Đây. Ở sau đây là có cái minh văn luôn ha các anh chị. Ở sau đây có minh văn bốn chữ là cái hiệu lò. Đó. Đồ này 7-80 năm trên ha các anh chị. Đây. Rất là sâu tuổi luôn. Em xin coi kích thước. Cái án này có đường kính là 16 cm ha, cái án có đường kính là 16 cm. Và cái án này có chiều cao là 7 cm anh chị, chiều cao là 7 cm. Em xin giao lưu cái án này với giá là 400.000 bao ship đến các anh chị ha, 400k bao ship. Ôi trời. Tiếp đến, em xin lên cho các anh chị là một cái đây. Một cái bình bông ha các anh chị, một cái bình bông gốm Biên Hòa. Hình là hình con cá ha các anh chị. Ở đây có ghi chữ là Đại Phát hay là cái gì đó các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn. Tình trạng là lành đẹp ha các anh chị. Cái này là bình bông hình con cá ha các anh chị. Đồ này là đồ Biên Hòa xưa. Đó. Em xin đo kích thước. Chiều cao của cái bình bông, chiều cao của cái bình bông này là 21 cm ha anh chị. Chiều cao là 21 cm. Tình trạng là lành đẹp hết trơn luôn anh chị. Giống như là con cá chép quá rồng vậy ha các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn. Màu độc sắc ha. Đây. Em xin giao lưu cái bình bông con cá này với giá là 800.000 bao ship đến các anh chị. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái hũ trà tàu. Đây. Một hũ trà tàu tích là hoa không anh chị chứ không có kỳ nhân dị thú ha. Đây, hoa không ha các anh chị. Đây. Hũ trà tàu này là nó cũng giống như mấy hũ trà Phúc Lộc Thọ hay là cái hũ trà chim hoa kia ha các anh chị. Đây, mà tích này tích hoa. Đồ này bao các anh chị là đồ chuẩn xưa ha, chôn rất là già luôn. Đồ này khoảng 40-50 năm trên. Cái hũ trà này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 350.000 bao ship các anh chị. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái nhạo ha, một cái nhạo Đà Lạt. Đây. Nhạo này là nhạo to, tình trạng là lành đẹp 98% ha các anh chị. Cái nhạo này là tích là tích gì trời? Tích này là này không phải là thượng cầm hạ thú. Tích này là tích hoa ha các anh chị, tích là tích hoa thôi ha các anh chị. Em giờ hồi nãy em tưởng là thượng cầm hạ thú ha. Đây. Ở dưới đây có mọc là chữ Thiên Nhiên Đà Lạt ha các anh chị. Gốm này là gốm Đà Lạt đồ 60-70 năm ha các anh chị. Đây, nhạo này nhạo to lắm. Đây tình trạng nó bị chạy ở đây nè các anh chị. Nó bị chạy ở đây một đường. Cái này là chỉ bị chạy thôi ha các anh chị, nó bị xước nhẹ thôi, rất là đẹp luôn. Đây cái nắp của nó, nắp zin luôn ha anh chị. Cái nhạo này là nhạo to ha anh chị, y chang nhạo Nhật luôn, rất là đẹp luôn, cũng vẻ vàng luôn ha anh chị. Cái nhạo này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 500.000 bao ship ha, 500k bao ship, tình trạng là lành đẹp 99%, có mọc đỏ luôn ha anh chị, Thiên Nhiên Đà Lạt. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là hai cái dĩa Nhật ha. Hai cái dĩa Nhật đường kính 13 cm, dĩa này là dĩa Nhật rồng, tình trạng là lành đẹp 100% ha các anh chị. Đây. Cái dĩa rồng ha các anh chị, dĩa này là dĩa rồng. Đây, ở sau đây là mọc đỏ đại đầu ha anh chị, cả trăm năm ha các anh chị, đồ chuẩn Nhật luôn. Cặp dĩa này có đường kính để em đo lại ha các anh chị, cũng chả đây, nãy em thấy là 13. Đúng rồi, 13 cm các anh chị, 13 cm. Cặp dĩa Nhật này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 700.000 bao ship ha, chuẩn Nhật ha các anh chị. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là con gà nhà em sáng nay nó sung nó gáy hoài. Đây, xin lên cho các anh chị là một cặp hạc ha, cặp hạc này nó bị lỗi ha các anh chị. Đây. Đây. Giá thì nó rẻ thôi. Em xin giao lưu đến các anh chị là một cặp hạc Bát Tràng ha, đồ này là đồ cũ xưa ha các anh chị. Đây, cặp hạc này là có chiều cao là 42 cm, lẽ ra cặp này là cặp 43 các anh chị. Đó, cặp 43 xe đó các anh chị, nhưng mà nó bị đây hai cái chân đèn nó bị rẫy ha các anh chị, hai chân đèn bị rẫy là còn nhiêu lành đẹp ha. Đây. Các anh chị về các anh chị mài cái đầu lại giùm em ha các anh chị, mài cái đầu lại là nó trên chân cũng rất là đẹp luôn ha các anh chị. Cặp này là cặp 43 nha các anh chị, cặp 43 44 xe nào nó bị nó gãy cái chân đèn trên đây nè. Đó, bên đây nó bị rẫy, bên đây bị gãy ha. Mình mài lại cái đầu này bằng là đẹp, còn nhiêu là lành đẹp ha các anh chị. Đây, cái cặp chân đèn này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là
900 ngàn bao ship hả các anh chị? 900k bao ship cho cái cặp chân đèn bị lỗi này hả anh chị? Đây các anh chị về chỉ cần mãi này loại là chân cũng rất là đẹp này ha. 900k bao ship. Cao tới 43 cm nè các anh chị. Cao 43 cm. Tiếp đó em xin lên cho các anh chị là một cái bình bông dán đùi dế hả các anh chị? Một cái bình bông tàu, đồ này đồ tàu dán đùi dế hả các anh chị? Đồ này đồ cái gì cách mạng văn hóa năm 1976, 72, 70 tới 76 của Mao Trạch Đông đó các anh chị. Đây sau đây nó ghi vài chữ ha. Vài chữ nó khắc chìm ở trong. Tích là sơn thủy ha, sơn thủy. Tứ văn. Đây. Dán đồ dế ha các anh chị. Mộc đỏ ha các anh chị, mộc đỏ đồ này đồ bao cấp 76 đây. Cái bình bông này có chiều cao là 37 cm ha các anh chị, 37 cm. Dòng bụng là 54 cm hả chị. Bình bông này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 850 ngàn bao ship ha. 850 ngàn bao ship ha. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cặp chung lái thiêu ha các anh chị. Chung này chung gồng có dĩa luôn ha anh chị. Cái này là vô bộ, chung này là sông Long Trọng Nguyệt ha. Đồ này 7-80 năm trên, tình trạng thì lành đẹp luôn. Đây rất là đẹp ha các anh chị. Đây cái dĩa của nó đây ha các anh chị, vô bộ hết trơn ha các anh chị. Hai bộ đây, hai bộ chung gồng gốm lá thiêu 7-80 năm ha các anh chị. Em xin giao lưu với giá là 400 ngàn bao ship ha. Cái này 400k bao ship, đồ rất là già luôn. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là ba cái chén bát tràng ha các anh chị. Ba cái chén này là bọc đồng rất là đẹp luôn ha các anh chị. Ba cái chén ăn cơm bọc đồng rất là đẹp. Đồ này là đồ tồn kho ha các anh chị. Tích là tích sơn thủy, vẽ sơn thủy hay là vẽ tứ cảnh ha các anh chị. Rất là đẹp luôn. Đây nó vẽ rất là đẹp ha. Cái bát này có đường kính là 11 cm ha anh chị. Cái bát này bọc đồng hết trơn ha. Đường kính 11 cm và chiều cao là 5 cm rưỡi. Đây. Ba bát này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 400 ngàn bao ship ha. 400k bao ship cho ba cái bát bọc đồng này. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một con nghê. Đây. Một con nghê Biên Hòa ha các anh chị. Con nghê này là con nghê sông Chầm ha các anh chị. Đây mình bỏ mình nó có hũ đây. Mình bỏ mấy cục sông Chầm vô đây. Nó ra bằng cái hai cái lỗ mũi với cái đường miệng nè các anh chị. Đó như ví dụ như kỳ lăng nhả khói vậy đó, hoặc là kỳ lăng nhả lửa hay sao đây. Đó, có cái miệng nè, có cái lỗ mũi nè. Mình bỏ cục sông Chầm vô đây ha các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn. Đây. Có mọc luôn ha anh chị. Con này có mọc luôn ha anh chị. Đây, con này có mọc luôn. Đây, chôm rất là già, đế vuông nha các anh chị, đế vuông. Em xin đo kích thước của con nghê sông Chầm này ha các anh chị. Con nghê sông Chầm này có chiều cao là 25 cm và chiều ngang tới đuôi là 18 cm ha anh chị. Chiều ngang tới đuôi là 18 cm, còn chiều ngang này thì là 11 cm. Con nghê này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 850 ngàn bao ship các anh chị ha. 850k bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là chẳng biết làm gì luôn. Đây. Đây em xin giao lưu đến các anh chị là một cái chén mai cài thọ ha các anh chị. Đây, xin giao lưu đến các anh chị là một cái bát mai cài thọ. Bát này đường kính dễ rất là tơ tóc luôn ha các anh chị. Đường kính là 11.5 cm, đường kính là 11.5 cm. Chiều cao là 5 chấm, chiều cao là 6 cm ha anh chị. Đây, vẽ rất là tơ tóc luôn ha. Mai cài thọ. Chôn của nó có bị âm tóc ha các anh chị, không phải âm tóc mà nó bị nó rạn ha các anh chị. Đây, mai cài thọ ha. Ở sau đây có hai con bướm. Đây. Cái bát mai cài thọ này chỉ là đồ xưa ha, tàu xưa ha các anh chị chứ không cổ đâu ha. Đây, cái bát này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 200 ngàn bao ship các anh chị ha, 200k bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái bình bông ha. Đây. Một cái bình bông là Hồng Kông ha các anh chị. Đây. Xin giao lưu đến các anh chị là một cái bình bông tàu tích là Hồng Kông. Bình này là đồ chuẩn xưa ha các anh chị. Chiều cao là 41.5 cm. Vẽ cũng rất là đẹp luôn các anh chị ơi. Đây. Và bụng của nó là 56 cm ha các anh chị, rất là đẹp luôn. Đây. Ở sau đây là có vẽ con bướm. Ở đây là có vài cành mai ha các anh chị. Đây con công và bông hồng ha. Mình gọi là tích chim hoa cũng được nhưng mà đúng của nó là Hồng Kông ha các anh chị. Đồ này độ tàu khoảng có 4-50 năm ha. Chôn rất là già luôn. Chôn 4 chữ ha các anh chị. Bình này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1.250.000 bao ship đến các anh chị ha. 1.250.000. Cái bình này cắm hoa rất là đẹp luôn ha các anh chị. Cao 41.5. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái bình trà ha anh chị. Đây.
Đây xin giao lưu đến kính chị là một cái bình trà, một cái món kỷ vật chiến tranh. Cái này là những đồ nhôm là thường thường là xuất xứ là ngoài Bắc ha các anh chị. Cái bình này là kỷ vật chiến tranh trước năm 1975 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước ha các anh chị. Đây những cái bình này là được chế tác từ là những cái xác máy bay Mỹ, như ví dụ như là F111 hay là B52 hay gì đó anh chị. Nó dày nặng lắm chị, rất là dày nặng luôn. Cái quai cũng bằng nhôm. Đây, chính cái nắp này cũng bằng nhôm luôn nè các anh chị. Đây. Đó. Cái này là những cái chiến lợi phẩm trong chiến tranh ha anh chị. Ở bên đây là một cái lá cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam và bên đây là lá cờ của Tổ quốc ha các anh chị, lá cờ của Tổ quốc. Ở bên đây là cái này là người ta chia ra là có thể có nghĩa là cái bên đây là cờ, trên đây là màu đỏ, nửa đỏ và nửa xanh, có nghĩa là cái này là mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam mình đó ha các anh chị. Đây, cái cờ này em thấy nè, mới dầm kỹ là chia ra hai miền, bên đỏ với bên xanh. Đây, lá cờ của miền Nam ha, miền Nam Việt Nam, mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam đó các anh chị. Đây, còn cái lá cờ này là lá cờ của Đảng. Đây, một cái món kỷ vật là rất là có giá trị sưu tầm rất là cao ha anh chị. Đây, cái bình trà này là dung tích là khoảng cả 2 lít ha các anh chị, rất là to luôn, tất cả là full nhôm. Đây. Em xin giao lưu cái bình trà này với giá là 850.000 bao ship đến các anh chị ha, 850k bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái án khá là to ha anh chị. Bữa kia cái án nhỏ, còn cái án này thì khá là to luôn. Cái án này là tích là Mai Lan Cúc Trúc nha các anh chị. Tích Mai Lan Cúc Trúc, đồ này là đồ tàu anh chị. Đây. Tích Mai Lan Cúc Trúc ha anh chị. Đây. Ở đây là dẻ mây á các anh chị, mây á, văn mây ha. Đó. Cái án này là có chiều cao là 8 cm, chiều cao là 8 cm ha anh chị. Đường kính miệng là 18 cm, cái này là đường kính miệng ha các anh chị, còn cái đường kính mà cái phủ bì của nó là khoảng có 24 25 cm ha anh chị. Đó. Còn cái dòng bụng nó cũng khá là to luôn. Cái dòng bụng của nó là tới 70 cm các anh chị, dòng bụng là 70 cm. Đây, cái án tàu này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1 triệu bao ship các anh chị ha, 1 triệu bao ship. Cái án rất là to luôn. Đây mình về mình trồng sen nuôi cá 7 màu cũng rất là đẹp luôn ha các anh chị, hoặc là làm tiểu cảnh mini. Chôn đế rất là già, chôn đế là chôn đế 3 chân ha các anh chị, kiền 3 chân. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cụ tổ sư đạt ma bằng đồng ha các anh chị. Cái này nặng khoảng có 1 kg ký mấy. Đây, đồ này chỉ là đồ đồng cũ thôi anh chị. Có chiều cao là 18 cm, 19 cm anh chị, chiều cao là 19 cm và chiều ngang khoảng cũng 18 cm. Đây. Đó anh chị. Cụ tổ sư đạt ma bằng đồng ha anh chị, chất liệu là bằng đồng. Đây, đồ này chỉ là đồ đồng cũ thôi chứ không xưa ha các anh chị. Đây. Ở dưới đây có ghi 4 chữ ha các anh chị. Đó. Cái này ở trong đây làm như còn đất cát hay gì các anh chị. Lắc len keng nè các anh chị. Đây. Cái tượng tổ sư đạt ma này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1 triệu 2 bao ship đến các anh chị ha, 1 triệu 2 bao ship. Đây, tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái chóe ha các anh chị. Đây, một cái chóe rất là đẹp luôn ha. Đây xin giao lưu đến các anh chị là một cái chóe tàu, tích là con bướm sinh đi ha các anh chị, tích là con bướm sinh luôn, rất là đẹp luôn. Ở sau đây là có một con gì, con này con gì đây? Con này giống thịt như con chim thì con bồ nông hay con gì đây? Đây. Hay con chim heo. Đây. Rất là đẹp ha các chị, cái chế này rất là đẹp luôn. Tình trạng của nó là lành tích ha các chị. Chế này tình trạng là lành tích luôn ha anh chị. Đây. Chế này tình trạng lành tích. Cái chôm nó, cái mọc nó rất là hay ha, mọc này là mọc vuông ha các chị. Mọc vuông. Để em xin đo kích thước và chiều cao của cái chế này. Đây. Ở đây có hai con bướm ha anh chị. Đây. Có bướm. Đây. Chế này có chiều cao là 38 cm ha anh chị, chiều cao là 38 cm. Dòng bụng là 64 cm ha anh chị, dòng bụng là 64 cm. Đây. Cái chế chim hoa, ố lộn khùng, cái chế là tích bướm ha các anh chị. Đây tích bướm, còn ở đây là có con chim là rất là lạ luôn, chim ăn đại bàng vậy đây. Đây. Cái chế này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1 triệu rưỡi bao ship đến các anh chị ha, 1 triệu rưỡi bao ship. Đây, cái mọc nó cũng rất là đẹp ha các anh chị. Đây, đồ chuẩn xưa ha các anh chị. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái dầm ha. Đây, em xin giao lưu đến các anh chị là một cái dầm chim ha. Con này con chim, dầm này là tên gì cũng em cũng quên rồi. Đây, bọc đồng nha các anh chị. Cái dầm này dầm bọc đồng. Em chỉ còn một cái này em bán thanh lý ha các anh chị, bán rẻ thôi. Cái dầm này có đường kính là 18 cm. Cái dầm chứ không phải cái dĩa ha các anh chị. Cái dĩa thì nó bằng cái chẹt hơn, còn cái này nó sâu. Chiều cao là 3 cm ha anh chị. Viền đồng ha. Đây, chôm rất là già luôn. Đây,
Cái dòng này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 350.000 bao ship đến các anh chị ha, 350k, chỉ còn cái dòng duy nhất em thanh lý thôi anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là hai cái mỏ chuông ha. Hai cái mỏ chuông. Cái mỏ chuông này, hai mỏ chuông bằng đồng ha các anh chị. Mỏ chuông này có chiều cao là khoảng cả 9 cm ha anh chị. Chiều cao là 9 cm. Đây. Đường kính miệng là 8 cm ha anh chị, đường kính miệng là 8 cm. Hai cái mỏ chuông này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 500.000 bao ship ha, 500k bao ship cho cặp mỏ chuông này, để bẩn giùm anh luôn. Còn cái gì nữa đây? Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là đây, ba cái chuông ha các anh chị. Ba cái chuông này rất là đẹp luôn. Đây. Cái này là đồ lạ ha các anh chị, đồ này đồ lạ ha, cái này gốm gốm này gốm Nhật ha các anh chị. Đây. Đây, xin giao lưu đến các anh chị ba cái chuông mà ta gọi là ba cái chuông 18 cộng ha các anh chị. Đây, đó, rất là đẹp luôn ha anh chị. Đây. Bây giờ mà cái này là sáng mắt luôn ha. Đó. Đây. Rất là đẹp luôn. Ba cái chuông. Đây các anh chị khi gót nước vô các anh chị dòm cái thấu kính nó còn đẹp hơn nữa. Đây, cái này các anh chị có giá trị là sưu tầm cao luôn, này rất là lạ, độc lạ luôn ha anh chị, rất là độc lạ ha. 18 cộng xung quanh dễ dàng. Đây, ở trong đây có cái thấu kính là các anh chị gót nước vô uống là dòm nó tuyệt vời hơn ở ngoài rất là nhiều luôn ha. Đây, ba chuông này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 300.000 bao ship các anh chị ha. 300.000 về cho các anh chị nghiên cứu ha. Đó. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái dĩa đây. Đây. Đây em xin lên cho các anh chị là một cái dĩa Nhật ha. Đây. Em xin giao lưu đến các anh chị là một cái dĩa Nhật, dĩa này là dĩa trò, đường kính là 31.5, đồ này bao các anh chị là đồ chuẩn xưa 60 năm. Dĩa này là dĩa men phun ha các anh chị, men là men phun ha. Cái này là dĩa men phun đắp nổi trong cái dĩa này hết trơn anh chị. Cái dĩa này đắp nổi rất là đẹp luôn. Cái này là cái núi Phú Sĩ hay là cái gì đây? Đây. Tích là cũng là tích sơn thủy anh chị, tất cả trong đây đều đắp nổi, có gợn sóng hết trơn ha, gợn sóng hết trơn luôn. Ở sau đây có cái mộc luôn anh chị. Đồ này đồ chuẩn xưa ha anh chị. Cái đế thì rất là cao luôn, cái đế này rất là cao. Chiều cao của cái đế này đây. Chiều cao của cái đế này là 5 cm anh chị, chiều cao của đế này 5 cm. Cái dĩa này nó vừa cao và nó vừa rộng luôn. Đường kính là 31 cm, 31 hay 31.5 gì cũng được. Dĩa này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1 triệu bao ship đến các anh chị ha, 1 triệu bao ship. Đây cái viền là viền sô cô la anh chị, viền sô cô la. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái món, cái này là món cổ vật ha các anh chị. Đây. Em xin giao lưu đến các anh chị là một cái dĩa chu đậu, đồ này đồ lý chằng bớt biển ha anh chị. Đồ tình trạng của nó là lành đẹp tuyệt đối luôn. Bao các anh chị chuẩn đồ lý chằng, đồ là nói chung là đồ ta, chuẩn cổ vật ha các anh chị. Đây. Chuẩn cổ vật ha anh chị. Các anh chị nghiên cứu kỹ ha, cái này là em bao đồ ha các anh chị. Rất là đẹp luôn. Đây. Đồ này là chuẩn đồ vớt biển ha các anh chị. Chu đậu, đồ lý chằng ha các anh chị, rất là đẹp luôn. Miệng dúng rất là đẹp. Cái dĩa này là có đường kính là 11 cm, có thể người ta gọi là cái đội hoặc là gọi là cái đôm á, cái dĩa đôm á. Chiều cao là 3 cm rưỡi và đường kính là 11 cm ha anh chị. Đây, cái dĩa chu đậu này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1 triệu rưỡi bao ship các anh chị, bao các anh chị chuẩn lý chằng, chuẩn bớt biển ha, mà tình trạng nó còn quá ok luôn các anh chị. Đây. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái chóe nữa ha. Đây, một cái chóe này cũng rất là đẹp luôn. Chóe này hơi nhỏ ha. Chóe này người ta gọi là chóe lở. Đây, chóe long phụng. Em xin giao lưu đến các anh chị là một cái chóe long phụng men phun dẻ qua mai rất là đẹp luôn. Đây, mặt này là dẻ con rồng. Đây, con rồng quá khứ luôn các anh chị. 1 2 3 4 5, con rồng 5 móng ha anh chị, con rồng này rồng 5 móng. Đó. Đây, sau đây là một con phụng rất là đẹp. Và cái chế này nó thấp hơn cái chế kia làm như tới 38 cm. Còn chế này chỉ là đâu đó là 33 cm thôi anh chị. Chế này chỉ cao 33 cm thôi. Cao 33 cm thôi anh chị. Đây. Và đường kính bụng là 57 cm, đường kính bụng là 57 cm ha anh chị. Đây. Cái chế này anh chị. Chồm nó rất là già luôn. Đây. Đây nó bị lỗi ở đây ha anh chị. Nó bị lỗi ở đây ha. Nó bị lỗi ở đây. Đây, nó bị lỗi cái đít ha anh chị. Đó. Đây. Gõ rất là thanh ha anh chị. Đó. Cái chế này xin giao lưu với các anh chị với giá là 1 triệu bao ship các anh chị ha, 1 triệu bao ship. Long phụng ha các anh chị, long phụng 1 triệu bao ship. Con rồng rất là đẹp ha các anh chị.
Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái dĩa châu Âu ha các anh chị. Cái này là cốt xốp ha các anh chị. Một cái dĩa châu Âu rất là đẹp luôn. Dĩa châu Âu thì đồ này khoảng 7-80 năm hoặc là chuẩn cổ ha các anh chị. Cốt xốp ha. Cốt này cốt xốp mịn rất là đẹp luôn các anh chị. Đây. Nó đã gạn mịn rất là đẹp luôn. Đây. Vẽ là thuận bườm xuôi gió ha các anh chị, tích là thuận bườm xuôi gió. Đây. Ở trên đây là có 2-3 con hạt và có tùng ha các anh chị, có cây tùng. Cái dĩa này nói chung là rất là ý nghĩa, rất là nói chung là nó rất là hay luôn các anh chị. Vừa thuận bườm xuôi gió mà có tích là tùng hạt nữa. Ở dưới đây là có con rùa nè các anh chị, có cụ rùa nữa nè các anh chị. Đó. Đây. Ở trên đây là có cái chữ, đó. Đây. Dĩa này có đường kính là 32 cm ha các chị. Dĩa này có đường kính 32 cm. Em xin giao luôn cái dĩa thuận bườm xuôi gió này với giá là 1 triệu bao ship các anh chị ha, 1 triệu bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cặp ké ha. Này em có nguyên một cặp. Cặp ké trước đi. Đó, đó hết. Đây, xin giao lô đến các anh chị là một cặp ché rộng ha. Em xin giao lưu đến các anh chị là một cặp ché rồng ha các anh chị. Rất là đẹp luôn. Đây, vẽ rất là tơ tóc ha các anh chị. Đây, cặp ché rồng ha các anh chị. Rồng này là rồng bốn móng ha các anh chị. Rồng này là rồng của quan lại thôi chứ không phải là rồng của vua chúa ha. Đây, đồ này là đồ tàu chuẩn xưa, khoảng có 5-60 năm ha các anh chị. Đây. Chiều cao là 38 cm, được con cái là vô cặp luôn ha các anh chị. Này là vô cặp luôn. Chiều cao là 38 cm. Dòng bụng là 64 cm ha các anh chị. Dòng bụng là 64 cm. Đây, ở đây vẽ rất là đẹp. Đây. Chôm nó cũng rất là già hả anh chị, chôm rất là già, nặng tay lắm, cái ché này rất là nặng luôn, cao 38 cm, trẻ con rồng rất là đẹp luôn hả anh chị, đây, chôm mà anh chị, đây. Cặp ché này xin giao lưu đến anh chị với giá là 2,3 triệu bao ship đến anh chị ha, 2,3 triệu cho cặp ché rồng này, rất là đẹp luôn, vẽ tay nha anh chị, tất cả những cái đồ này là vẽ tay hết cho hả anh chị, tình trạng của nó là lành đẹp 99%. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một bộ trà ha. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một bộ trà. Nó full combo luôn. Bộ trà bằng đồng ha. Đồ này là đồ bát tràng xuất khẩu ha các anh chị. Bộ trà này là gồm là 6 chung, 6 dĩa, một bình trà và một dĩa kê bình trà. Rất là đẹp ha. Sáng hới ha. Tất cả đều bọc đồng ha các anh chị. Đây. Đây em xin giao lưu đến các anh chị là một bộ trà bát tràng, hàng này là hàng Việt Nam xuất khẩu ha các anh chị, đồ này là đồ tồn kho. Đây. Cái chung bọc đồng ha, chung này chung vải to ha anh chị, tích là tích sơn thủy. Đây. Cái dĩa cũng bọc đồng luôn ha các anh chị, tất cả này đều bọc đồng chứ không có mạ ha anh chị. Đồ mạ không có chơi, còn đồ này chuẩn bọc đồng hết. Đây. Đây bộ trà nè các anh chị. Đây. Đây cái bộ cái trà bình trà là các anh chị, cái nắp cũng bọc đồng, cái viền miệng cũng bọc đồng và cái dồi nó cũng bọc đồng luôn nè. Đây. Cái quai nó cũng là đồng luôn ha anh chị, quai đồng luôn ha. Cái dĩa là dĩa to ha, dĩa kê bình trà là dĩa to. Đây, bộ trà này em xin lên giao lưu đến các anh chị với giá là 850.000 bao ship ha. 850.000 bao ship đến các anh chị. Đây, đếm xuống cho nó lấy. Món cuối cùng em xin lên cho các anh chị là chưa các anh chị, chưa món cuối cùng. Đây. Đây em xin lên cho các anh chị là một cái bình trà Nhật nữa ha các anh chị. Đây. Đây. Xin giao lưu đến các anh chị là một cái bình trà Nhật rất là to luôn anh chị. Đồ này là đồ 6-70 năm, bình trà Nhật nha các anh chị. Tích là thượng cầm hạ thú. Bình này là bình dung tích là 1,5 lít trên ha. Tình trạng lành đẹp 98%, ở đây nó chỉ bị vẩy ở đây thôi nè các anh chị. Còn như là lành đẹp hết trơn luôn. Cái nắp nè các anh chị, bị vẩy ở đây thôi. Còn như là lành đẹp hết trơn ha anh chị. Bình trà này là chuẩn Nhật nha các anh chị, cái này em bao chuẩn Nhật ha, cái này chỉ cần phát hiện đồ Đà Lạt hay đồ lấy thiêu thì cứ em tặng luôn. Đây chuẩn Nhật ha các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn ha anh chị. Tích là thượng cầm hạ thú. Mà được cái là bình trà này là dung tích to. Đây, em xin giao lưu bình trà này với giá là 1,5 triệu bao ship đến các anh chị ha, 1,5 triệu, rất là đẹp luôn. Đây. Còn món cuối cùng em xin lên cho các anh chị là một con ngê ha các anh chị, một con ngê lấy thiêu.
Nè, em xin giao lưu đến các anh chị là một con nghê lái thiêu hả anh chị. Con nghê là nghê nghê hí cầu hả anh chị. Đây, một con nghê hí cầu. Đồ này đồ lái thiêu hả anh chị. Đây. Ủa sao nó tình trạng nó bị gãy hai cái đôi hai cái gầu ở đây nè các anh chị. Tình trạng bị gãy hai cái gầu hả các anh chị. Còn như là đẹp hết trơn, không ảnh hưởng gì tới mặt tiền hay anh chị. Đây. Đồ này là đồ 60-70 năm chuẩn xưa ha các anh chị. Đây. Ở đây nó bị gãy một, ở đây nó bị vẫy một tí nữa nè các anh chị, bị vẫy một tí ở đây nữa nè. Nói chung đồ xưa nó không bị này cũng bị kia tí ha các anh chị. Đây. Mặt tiền thì rất là đẹp luôn ha các anh chị, mặt tiền thì rất là đẹp luôn. Ở sau thì nó chỉ có 3 điểm lỗi thôi các anh chị. Đây nó bị vẫy ở đây một cái dãy với hai cái gâu ở đây nè các anh chị. Đó. Đây. Cái cốt rất là già luôn. Đây. Con nghe này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 3,5 triệu bao ship đến các anh chị ha. Con này nó bị lỗi ha các anh chị, nó sao nó bị gãy mất hai cái gâu. Đó. Đây. 3,5 triệu bao ship đến các anh chị. Nghe này là nghe hí cầu ha anh chị, đồ lấy theo. Đây em cảm ơn các anh chị và cô bác đã quan tâm theo dõi buổi live của em. Các anh chị cô bác có cần món gì hoặc thích món gì cứ liên hệ em qua số điện thoại Zalo 0826 252052. Em xin cảm ơn các anh chị cô bác rất nhiều và chào tạm biệt ạ.